Hi guys, welcome to my channel. Giờ sẽ đến màn đi chơi. Xe đấy nó hay nổ to mãi chưa? Đây là Ben Tong Club và khu phố chính của Ben Tong Town. Ben Tong là nổi tiếng sầu riêng. À, vào đây cho xem, cho Ken xem đồ. Nó vào một cái hàng đồ trẻ con cho cháu mình xem và để cho cửa hàng không bị quá trẻ con thì các bạn đã quyết định bán cả bra. Vâng, rất thông minh. Thưa quý vị và các bạn, tại một cái sự chợ đêm à? A còng chợ Bến Thành. Em muốn ăn quá. Cái này. This one of that. Ôi nhè, thấy các bạn cái đến là ngon nhất đấy. Bánh gần như là nóng. ba bánh dừa, ba bánh red bean, hai chicken floss và hai chocolate. Chicken floss. Cái này chicken. Không biết là loại gì luôn, ăn vừa đi. I'm filming the video. What's your name? Lina. Lina. Yeah. Lina. From Indonesia. Oh, Indonesia. How to say hello? How to say hello in Indonesian? Timu Timu. Timu Timu. Hỏi bà từ đâu rồi? Indonesia trong mong nhập không? Indonesia from Okay. Mình vẫn đang chờ cái thịt xiên này. It's gonna take ages. Nó sẽ đau lắm. Nó sẽ đau. Can't wait to eat it. Yum. Còn em ăn chưa ăn? Bé hôm nay mình ăn nè. Đây là bô này. Ngon mà. Ngon quá. Ken ơi, bye. Ken. Lột. Hay dầu. Hay dầu, hay dầu là gì ạ? Đi Ben Tong mà chưa mua gừng thì coi như là đi lại. Chưa ăn phở gì đến Việt Nam. Lại thịt nướng. Chị ơi, anh em. Excuse me. How long does it take? How long? Hỏi cho vui mà. Insta material. Ôi đẹp đấy. Ôi. Đây là Lama Ravi Shadden. Ông là người cổ vũ cho phong trào hòa bình của thế giới. Cưỡi trên một con sư tử. Là tiền tài danh vọng chỉ là ở dưới thôi. Một hai ba. Một thành phố siêu ảnh. Ê. Có người mẫu hàng ngày đi làm nó cứ thế này. Cái ảnh nó ít vào người. Breakfast. Okay. Do an ice cream for free. Yeah.
Bye, Ben Tong.